chào các bạn. Không khí Noel đã rộn ràng rồi đó các bạn. Mình thấy các khu phố nè, rồi các trung tâm thương mại nè, điện trang rất là đẹp, rồi làm những cái hình ảnh người tuyết, rồi những cái hang đá lấp lánh, thích lắm các bạn. Mình cũng háo hức chào đón một mùa Noel mới bằng một cái tông màu đỏ như thế này. Các bạn thấy nơi mình có đẹp không? Cho comment nha các bạn. Trong cái niềm vui chung đó, Marin TV kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn cùng với gia đình của mình, cùng với người thân của mình có một mùa Noel an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang, thịnh vượng. Cũng cho Mai Rừng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ tinh thần mình khi mình ra cái kênh Mai Rừng TV chia sẻ những món ăn, chia sẻ những cái cuộc sống đời thường của mình. Và cũng rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ Mai Rừng TV bằng cách share video nè, bằng cách đăng ký thành viên này. Các bạn nhấn vào nút subscribe, bên cạnh cái nút subscribe nó có cái chuông đấy các bạn, các bạn nhấn vào đó sẽ nhận những cái video mới từ Mai Rừng TV. Hôm nay Mai Rừng chia sẻ đến các bạn một món ngon ăn rất là ngon, đúng mà là món ngon thiệt á, ăn rất là ngon. Nhưng có điều cái món này các bạn biết sao, không nỡ ăn vì nó đẹp quá, ngon quá. Các bạn biết là món gì không? Đây này, đây là rau câu đó các bạn. Thông thường rau câu này ăn rất là ngon đúng không? Mình đổ bình thường mình ăn cũng thấy ngon rồi. Nhưng hôm nay Mai Rừng tự học hỏi và tự mình mày mò để làm rau câu 3D. Mình sẽ chia sẻ tất tần tật cái quá trình mình để làm ra một cái ổ bánh rau câu 3D như thế nào cho các bạn biết. Và bản thân bây giờ thì mình cũng có ý tưởng rồi đó, nhưng không biết trong cái quá trình làm sẽ phát sinh như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi quá trình Mai Rừng làm rau câu 3D như thế nào nhé. Để chuẩn bị cho cái rau câu 3D này, mình cần chuẩn bị này các bạn. Để xem, trong cái nồi này là khoảng 2 lít rưỡi nước này các bạn. Thì mình sẽ cần 3 cái gói thạch bột rau câu như thế này. Đây là bột rau câu dẻo á các bạn. Đây là cái bột rau câu giòn để chút chúng ta làm cái đế. Còn bây giờ chúng ta sẽ đổ cái lớp bay. Rồi, mình chuẩn bị 300g đường này các bạn. Rồi, đây là những thay vì làm màu thực phẩm, nhưng mà mình là người mới bắt đầu làm, mình tập tành á, làm mà cái màu trái cây á, mình không có quen làm đâu các bạn, nó cứ bị chảy nước thôi. Thế là mình mới sử dụng cái màu thực phẩm như thế này. Một cái hộp này có chút xí dày mà 70.000 đây này các bạn. Đó, mình thực hành mấy cái màu cơ bản như thế này nè. Rồi, đây là ống xi lanh này các bạn. Đây, ống xi lanh 20 nè. Đây là cái kim tiêm số 18 đó các bạn. Đây, để làm nhụy nè. Đây là bộ dao để tỉa rau củ đó các bạn. Mình sẽ sử dụng cái bộ này để mình chế chế như thế nào thì các bạn chờ xem mình sẽ làm gì nhé. Và đây là cái bộ dụng cụ để làm rau câu 3D này các bạn. Đây là những cái mũi hoa này, đây nè. Đó, những cái này thì mình sẽ nhét vào đây này các bạn. Đó, mình sẽ nhét vào đây như thế này. Mình chuẩn bị một cái khuôn đấy chứ. Đây, đây là cái khuôn này các bạn. Mình sử dụng cái khuôn tròn này. Đó. Rồi, với ba cái gói thạch rau câu này, mình sẽ cho vào đây, mình quấy cho đều tay nè. Xích đây cho các bạn nhìn nha. Thank you.
Mình quấy nhanh tay đó các bạn, không nó sẽ bị vón cục ấy. Rồi cái nồi thạch sau khi mình ngâm 15 phút đó các bạn nhìn nè. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình nấu nha. Mình đậy nắp lại, mình không cần phải khuấy đâu. Các bạn thấy cái nồi mình nấu bếp điện từ, mình để cái nhiệt độ to quá cái nó bị cháy này các bạn, thấy không? Mình phải nấu một nồi bây khác này các bạn. Cái nồi hồi nãy mình nấu bằng cái bếp điện từ nó bị cháy, cho nên cái lớp bây nó màu vàng đó các bạn. Cho nên mình phải nấu một nồi để cái lớp bây của mình nó màu trắng, để mình khi mình bắt hoa vào cho nó được đẹp đó. Bây giờ mình đang bật bếp này, rồi mình đậy nắp lại, mình chờ sôi nè. Nhiệt độ ở cái bếp ga nó ổn định hơn, cái kia nó nóng quá. Mình hớt bọt thôi nha các bạn, sôi rồi đây. Rồi mình cho 2 lạng đường vào đây. Mình sử dụng cái đường tinh luyện đó các bạn, đường Biên Hòa đó, để cho cái lớp bay của mình nó được trong nè. Sau khi mình cho đường vô các bạn, mình nấu cho sôi lên một lần nữa nè. Rồi mình hớt hết bọt đi, rồi mình tắt bếp. Mình mới đậy lại. Đó, mình đậy khoảng chừng từ 5 tới 10 phút đó, để cho bọt nó lắng xuống, nó trong. Sau đó mình sẽ đổ vào khuôn. Đây là những cái khuôn rau câu nè. Sau khi mình đã để lạnh đó các bạn thấy không? Đây là khuôn rau câu lần thứ hai mình đổ chỗ đây nè. Các bạn thấy nó rất là trong đúng không? Nhưng mà cái khuôn này do là bị cháy cái nồi đó, các bạn thấy nó vàng vàng như thế này. Nhưng mà đây là cơ hội để cho mình thực hành luôn. Đó. Để làm được cái rau câu này thật sự chắc phải làm rất là nhiều lần thì mới có kinh nghiệm. Còn nếu mà mình cứ nhìn thôi á thì khi mà bắt tay vào làm nó cực kỳ khó. Giờ mình sẽ làm từng cái nha. Tưởng tượng là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác nhau nha các bạn. Rồi. Vì khi mình lật ngược lại á, nó sẽ là I love you bên này đó. It's not a game, it's a rage game. Thank you.
Giờ sẽ nấu cái niêu để mình làm, mình bắt hoa, mình làm hoa đó các bạn. Thường là theo công thức cứ một rau câu nè, hai sữa tươi và một sữa đặc. Mình sẽ làm thử coi nha.
hãy like và share cho các bạn khác cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký thành viên để nhận những cái video mới nhất từ Mai Rừng TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.